Họ cũng phải bám mọi người ạ. Không có chỗ nào để bấu víu đâu. Chỗ này rất kinh anh em ạ. The famous passes in Hajiang always causes anxieties to travelers, especially those who love to explore. Today in this video, I will introduce to you one of the best passes in Hajiang Loop. Very high up, with a cliff of hundreds and hundreds of meters deep, it is really deserved to be considered a worthy competitor of Mapilang Pass. And the pass I want to show you is Taiyan Pass. Taiyan Pass has a length about 10 kilometers. It has been invested and expanded since 2018. This is the route connecting Thuận Hoa Commune, Yixuan District, with Taiyan Commune, Quan Ba District. The view here will surely surprise everyone. It's just too hard to move when you're standing right there. It's just too hard to walk away and leave you like that. Can we give it one? In addition, the road also connects the tourist route from Hajiang City to Zhuzhe Commune. Through Taiyan Pass, you go across Route 181 through Tilk Street and Lukho Street. Then you will arrive in Zhuzhe. In addition to the route above, many tourists has choose Taiyan Pass as the route to Hajiang City from Zhuzhe Commune after 4 days of exploring the rocky plateau to avoid repeating the same view over and over again. It can be seen that Taiyan Pass is an amazing location for trip, promising to be a place that receives a lot of love from backpackers. The route through Taiyan Pass will surely help travelers have a completely new experience. Sam,
Thủy điện Thái An đây rồi anh em. À không, đỉnh đèo Thái An đây rồi anh em ơi. Đây là nơi mà mình muốn giới thiệu với mọi người. Anh em chuẩn bị tinh thần chưa? Mình đã nói với mọi người rồi, đây là nơi mà xứng tầm anh em song sinh với cả đèo Mã Pì Lèng. Ở đây mình sẽ chứng minh cho anh chị em thấy cái sự hiểm trở của cái con đèo này. Nhìn nhá, nhìn nhá, nhìn nhá, nhìn nhá. Anh em cẩn thận nhá, bám chắc rồi nhá. Đây. Thấy chưa? Anh em thấy chưa, kinh không? Đoạn này không có chuyện làm lại đâu nhá. Đi ra đây ơi, chỉ có rơi là rơi thôi chứ còn không có chuyện làm lại đâu. Nếu mà đèo Mã Pì Lèng có khoảng cao khoảng 800 mét thì vách đá cao khoảng 800 mét thì mình nghĩ rằng là cái đèo này phải rơi vào tầm khoảng 500-600 mét đấy chứ không có chuyện ít hơn đâu. Sợ lắm, đứng ở đấy tim mình còn đập nữa. Là các bạn nhìn vách đá ở phía bên trái này, anh em nhìn này, vách đá phía bên trái này, bên này được gọi là bên Tả Lý Dương. Tả Lý Dương mà cao đến tầm khoảng gần 20 mét như thế này thì mọi người thấy đấy, dù là có đào xuống đến đây hay đào sâu xuống dưới nữa, dù là có đường mới hay là đường cũ như ngày xưa thì nó vẫn cứ hiểm trở như thế. Mà trông nó lởm chà lởm chởm này chứ, nếu mà đi vào ngày mưa ấy, không cẩn thận cái này nó sạt xuống như ăn cám luôn này. Đây nữa, rất lom rom luôn này. Để nhìn tới đây thì phải rất là lom rom luôn. Anh em nhìn được xuống dưới không? Họ cũng phải bám mọi người ạ. Không có chỗ nào để bấu víu đâu. Chỗ này rất kinh anh em ạ. Anh em ơi, chỗ nào, bạn nào mà yếu tim và sợ độ cao thì không nên thử những cái cảm giác ở đây đâu nhá mọi người. Every bend in Thailand is very sharp, taking you through the height that you can't even imagine. When you stop, you will find yourself super high up on the top of the pass, where from here you can admire the danger to the point of flying off when standing on the cliffside. Cliffs here is so dangerous that it will give you a feeling that you can fall off at any time. Unlike Mã Pì Lèng Pass with 100% rock geology, it is very stable here. Thailand Pass is not like that. The geology here has a mixture of sand and mud. Because of it, the terrain is not stable. If there are some long rains, it will be dangerous for you to travel. Not to mention that there are many trees here, making a lot of thick fog, blocking the view for you. So my advice to you when traveling to Thailand Pass is try to go on the rainy day to ensure your safety.